Chuyển sang phần tin quốc tế. Núi lửa Merapi phun cột tro bụi cao khoảng 3 km, bao phủ nhiều nhà cửa và đường xá trên đảo Java của Indonesia. Mất mùa do biến đổi khí hậu một lần nữa đang gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với thế giới, đe dọa đến các nguồn cung nông sản. Trong một bài đăng trên trang Twitter cá nhân, Tổng Giám đốc WHO Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh tìm hiểu nguồn gốc của đại dịch COVID-19 và khám phá tất cả các giả thuyết vẫn là một mệnh lệnh khoa học để giúp ngăn chặn tái bùng phát trong tương lai và là một yêu cầu về đạo đức. Vì lợi ích của hàng triệu người đã thiệt mạng cũng như những người đang phải chịu tác động của COVID-19 kéo dài. Châu Âu đã thành công nhanh chóng để từ bỏ dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Nga trong bối cảnh xung đột ở Ukraine. Dù vậy, phá vỡ sự phụ thuộc lâu dài vào ngành công nghiệp hạt nhân quy mô lớn của Nga phức tạp hơn rất nhiều. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang xấu đi khi các bên liên tục có các động thái ăn miếng trả miếng. Giới quan sát lo ngại mọi bước đi sai lầm có thể đẩy tình hình khu vực vượt tầm kiểm soát. Một làn sóng thoái vốn đang diễn ra khắp giới ngân hàng Mỹ và châu Âu. Làn sóng trên xảy ra sau khi ngân hàng Silicon Valley, một trong những ngân hàng lớn nhất thung lũng Silicon và lớn thứ 16 ở Mỹ, đã tuyên bố phá sản. Động thái đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này và làm rung chuyển thị trường tài chính toàn cầu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật ký cuộc sống ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa quý vị, cư dân ở một thị trấn nhỏ tại Bỉ đang sống trong ác mộng khi họ biết rằng vùng đất xung quanh họ bị ô nhiễm bởi hóa chất mãi mãi. PFOS và PFAS, loại hóa chất nổi tiếng vì bản chất khó phân hủy và tốc độ phân hủy cực kỳ chậm. Ủy ban châu Âu EC mới đây đã đề xuất cải cách quy định thị trường điện của châu Âu nhằm tăng việc sử dụng các hợp đồng cố định giá điện, qua đó bảo vệ người tiêu dùng khỏi tình trạng tăng giá và tăng cường chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Trung Quốc chính thức dỡ bỏ hạn chế thị thực đối với người nước ngoài kể từ ngày 15 tháng 3, bao gồm phê duyệt rộng rãi các thị thực mới và khôi phục các thị thực được cấp trước đại dịch. Sự sụp đổ nhanh chóng của ngân hàng Silicon Valley Bank được coi là cú sốc với ngành tài chính, khiến ngành ngân hàng Mỹ choáng váng sau nhiều năm nỗ lực duy trì sự ổn định. Đây là vụ phá sản lớn nhất của một ngân hàng kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Sự sụp đổ của SVB là hồi chuông cảnh báo về những điểm yếu tiềm ẩn có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho cả khách hàng và nhân viên ở những ngân hàng khác. Tại một triển lãm ở Ả Rập Xê Út, một nữ nghệ sĩ đã đem nghệ thuật tạo hình, bao gồm các tác phẩm điêu khắc gốm, quay trở lại sau nhiều thập kỷ bị lãng quên. Nhắc tới dâu tây, nhiều người thường nghĩ đến loại quả căng mọng nước màu đỏ bắt mắt. Thế nhưng tại Nhật Bản có loại dâu tây khác hẳn bởi nó khoác lớp vỏ màu trắng. Hiện nhiều nông trại ở khu vực Tây Nam của Nhật Bản đang bận rộn thu hoạch loại quả dâu tây độc đáo này. Phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Vào sáng nay khi ra ngoài, chắc hẳn quý vị có thể cảm nhận sự thay đổi của thời tiết. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa quý vị, theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 9 tháng 3 đã ra lệnh cho quân đội nước này tăng cường các cuộc tập trận để chuẩn bị cho một cuộc chiến thực sự. Cảnh sát Đan Mạch đang tìm kiếm trên đảo Christianso ở biển Baltic một chiếc du thuyền tình nghi có thể đã được sử dụng để phá hoại đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc hồi năm ngoái. Công ty năng lượng quốc gia Ukraine ngày 9 tháng 3 thông báo nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đang phải cầm cự bằng máy phát điện dự phòng sau khi cơ sở cung cấp điện cho nhà máy này bị trúng tên lửa. Tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đã cảnh báo ẩn họa từ việc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia liên tục mất điện do ảnh hưởng của xung đột Ukraine-Nga. Sau 12 năm trôi qua kể từ thảm họa kép động đất sóng thần tàn phá khu vực Đông Bắc Nhật Bản, công ty điện lực Tokyo TEPCO, công ty vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, khẳng định lượng nước thải này đã được xử lý loại bỏ những thành phần phóng xạ mạnh nhất và khẳng định việc xả lượng nước thải này ra biển là vừa an toàn và vừa cần thiết. Tuy nhiên, hiện kế hoạch này vẫn vấp phải sự phản đối của người dân địa phương do lo ngại về độ an toàn của nguồn nước và tương lai của ngành đánh bắt. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố bản đề xuất ngân sách chính phủ trị giá 6.900 tỷ đô la Mỹ cho năm tài khoá 2024, bắt đầu từ tháng 10 năm 2023 và kết thúc vào tháng 9 năm 2024. Theo đó, ông chủ Nhà Trắng kiên trì với mục tiêu tăng thuế với người giàu, chi mạnh cho các biện pháp xã hội và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin tức quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay.
Quân đội Mỹ ngày 14 tháng 3 cáo buộc máy bay chiến đấu của Nga xả nhiên liệu vào máy bay không người lái của Mỹ trong không phận quốc tế trên Biển Đen, khiến UAV bị rơi. Vụ va chạm cho thấy nguy cơ từ sự tính toán sai lầm giữa quân đội hai bên, đồng thời làm dấy lên lo ngại về leo thang căng thẳng trong quan hệ hai nước. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 14 tháng 3 đã yêu cầu ngành công nghiệp quốc phòng nước này tăng gấp đôi sản lượng vũ khí dẫn đường trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine chưa hạ nhiệt. Ngày 14 tháng 3, đảng Fidesz cầm quyền của Hungary cho biết sẽ hoãn phiên họp quốc hội vào 20 tháng 3 tới. Điều này đồng nghĩa Hungary sẽ tiếp tục trì hoãn phê chuẩn việc gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra về sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley. Cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu, sẽ bao gồm việc xem xét liệu các giám đốc điều hành SVB có bán cổ phiếu trước khi ngân hàng này sụp đổ hay không. Trong khi đó, các cơ quan đánh giá tín nhiệm Moody's và S&P Global nhận định vụ ngân hàng Silicon Valley Bank phá sản chỉ có tác động hạn chế tới các ngân hàng châu Âu. Các nhà khoa học trường đại học Flinders tại bang Nam Australia đang sử dụng các đặc tính sinh học của côn trùng để chế tạo robot có não. Nghiên cứu đặc điểm sinh học là yếu tố rất quan trọng để phát triển công nghệ robot, khiến chúng trở nên linh hoạt, hiệu quả hơn và có thể hoạt động như con người. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin tức quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi.